cái diều lắp ghép ở Hà Nội mà mới biết được, tìm hiểu được sáo của các vùng miền, sáo ở Đại Trà thì làm như thế nào, sáo Thủy Nguyên thì như thế nào, và Thái Bình thì cổng đôi, cổng ba hay là sáo chuông như thế nào, nó cũng là đặc sản của các vùng miền. Và bây giờ thì có rất nhiều các hội quán được thành lập, các câu lạc bộ thành lập ở Hà Nội cũng như là các tỉnh. Cái phong trào chơi diều nó rất là mạnh. Cháu thì xin phép được có một vài ý kiến là chúng ta nên giữ lại những cái bản sắc của vùng miền, của các dân, của các tỉnh, các địa phương. Ví dụ như là chúng ta giao lưu với nhau, nhưng mà cũng không nên là vì mang cái tôi cá nhân của mình quá, là sáo của vùng tôi là phải hay hơn sáo của vùng bạn, hoặc là chê bai giữa các cái tỉnh với nhau, kiểu điều đấy cũng là không nên. Cái điều này cũng rất mong là Hội Di sản cũng tập trung vào cái văn hóa diều các vùng miền để làm sao mà đoàn kết với tất cả các cái nghệ nhân của các vùng miền lại với nhau, để thống nhất được thành một cái nét chơi chung, với là mình hòa nhập nhưng mà không hòa tan. Mỗi một tỉnh, mỗi một huyện thì đều có những cái riêng của mình. Và bây giờ rất mong là các cái bạn trẻ chơi diều như mình thì cũng nên đoàn kết với nhau, phát huy những cái truyền thống giá trị của ông cha để lại, để đoàn kết với nhau giữa các câu lạc bộ để thúc đẩy cái phong trào chơi diều lên. Mà cũng hết sức chú ý cái vấn đề an toàn trong khi mà thả diều, bởi vì cũng rất nhiều tai nạn thương tâm do diều nó xảy ra, có những tai nạn chết người rồi vứt cả cứa cả cổ ra, rồi nhiều việc cháy điện, rồi tổn thất về kinh tế rất là lớn. Nên các bạn trẻ thả diều cũng hết sức là chú ý cái đấy, và cũng rất mong Hội Di sản cũng quan tâm sâu sát hơn nữa đến các câu lạc bộ, các hội quán, để thống nhất các câu lạc bộ, các hội quán với nhau ngày một đoàn kết hơn nữa. Xin phép. Đây xin cảm ơn rất là chân thành, đúng là có những cái nói đúng là có những cái tình trạng như vậy, chơi diều mất an toàn, mất đoàn kết. Chúng ta chơi diều để lấy vui vẻ mà bây giờ thì mất an toàn, mất đoàn kết thì mất hết cả cái ý nghĩa của chơi diều. Nhân ngày hôm nay cái Hảo nói vấn đề đấy thì tôi cũng muốn kêu gọi đặc biệt là các bạn trẻ là lưu ý cái điều đó. Chúng ta chơi diều tuyệt đối an toàn và đoàn kết chia sẻ với nhau. Và tiếp theo chương trình thì có một vị khách mới đến, từ Hải Phòng, thì là anh Nguyễn Thế Trung. Anh Nguyễn Thế Trung cũng là một người rất là nhiệt tình trong cái phong trào về chơi diều cũng như là tổ chức chơi diều. Thì nhân đây thì cũng mời anh Trung lên chia sẻ cho tất cả mọi người biết một số cái ý kiến của anh về vấn đề tổ chức chơi diều. Thì xin mời Trung. Rất là phấn khởi.
đây thì tôi nghĩ rằng là đây là cái gốc là cái tiếng nói chung nhất, và từ đây thì nó sẽ ra nhiều cái nó sẽ tốt đẹp hơn trong cái quả cầu di sản của 65. Với cá nhân thì thưa ba chị hôm nay cũng 48 tuổi rồi, cố gắng phấn đấu làm nhà nước khoảng 12 năm nữa thì chơi nhiều thôi, thoải mái tinh thần chung thì chỉ nói là mừng cái là ngày càng gần đây thì cánh diều của Việt Nam đã được truyền tải ra ngoài đây. Nói được cái cờ đỏ sao vàng mình cũng có niềm tự hào riêng của mình, và đặc biệt hơn là cái Việt Nam thì tôi cũng chưa dự gì ra nước ngoài những cái thông tin thì đấy là mỗi Việt Nam là có sáo thì đấy là cái đặc trưng, và với lá cờ tổ quốc và với cái sáo diều thì cũng là cái tiếng nói của Việt Nam này. Bất cứ thông tin mà bây giờ nó rộng, mình nhìn hình ảnh đâu anh Bình hay là một số đại diện anh tham dự với thần mến cũng tự hào dân tộc thì cũng cảm thấy có gì đó chắc cùng các bác anh chị cũng nương nhiều cảm xúc, thì cũng từ cái đó mà thông qua cánh diều thì với tiếng sáo bim bum thì nó sẽ ngày càng lan tỏa hơn, cái sự ảnh hưởng Việt Nam lớn hơn. Với các cá nhân thì tôi chỉ mong sao là trung tâm bảo tồn di sản Việt Nam này thôi chung, và những bảo tồn di sản diều sáo Việt Nam riêng thì sẽ là cái trung tâm đầu mối sâu kết nối lại các cái vùng miền, làm sao mà chúng ta ngày càng đoàn kết phát triển và chia sẻ các đam mê. Thế và đây mong muốn là cái bảo tồn di sản diều sáo Việt Nam thì ngày càng tổ chức nhiều sự kiện, anh em có cái sân chơi nó mang tính tổ chức và ngày càng bài bản hơn. Tôi nghĩ rằng là cái sự đoàn kết của và cái sự đam mê của anh em đội sáo thì tất cả các mọi việc thì cùng bàn bạc sẽ thành công và sẽ có tiếng nói chung. Thì hôm nay đến dự thì cũng không có nói gì nhiều, một nữa xin chúc các bác anh chị cũng mọi người có sức khỏe và thịnh vượng, chúc công ty và nhà hàng cánh diều vàng đang ngày càng phát triển và vững. Xin cảm ơn. Đây là tổng kết cái chuyên làm việc buổi sáng ngày hôm nay. Thì tất cả chúng ta cũng đã nghe trao đổi, đã nghe báo cáo thì cũng đã nhận thức được rõ một cái vấn đề, đó là cái trung tâm bảo tồn di sản văn hóa diều Việt Nam ra đời là để bảo tồn và phát huy cái giá trị di sản ở diều Việt Nam, và có nhiệm vụ và giúp đỡ tất cả các cá nhân, các câu lạc bộ trong cộng đồng diều Việt Nam ngày càng phát triển lành mạnh, và có nhiều cái cánh diều cũng tiếng sáo tốt hơn nữa. Tất cả cũng đã đồng ý với nhau rằng chúng ta chơi diều mà nó cần phải an toàn, bởi vì yếu tố an toàn luôn luôn là những yếu tố mà nó ảnh hưởng không những đến thiệt hại về kinh tế, thiệt hại về tinh thần rồi sức khỏe cho những người chơi, cái bản thân